vị khán giả đang đến với Điều Con Muốn Nói. Thưa quý vị khán giả, tại Điều Con Muốn Nói thì chúng ta sẽ gặp gỡ các bạn nhỏ ở những lứa tuổi khác nhau. Và mỗi một giai đoạn thì các con lại có sự phát triển về mặt tâm lý mà chúng ta luôn luôn phải đồng hành và theo sát. Và tâm lý của các bạn trai nó cũng khác rất là nhiều với các bạn gái nữa, nên chúng ta sẽ càng phải để ý con và lắng nghe con nhiều hơn. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ gặp gỡ một cô bé đang ở trong giai đoạn dậy thì. Ở tuổi này thì sự thay đổi của con cũng sẽ mang đến sự nhạy cảm vốn có của lứa tuổi. Trước khi gặp gỡ nhân vật nhí của ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng chào đón thạc sĩ tâm lý Vũ Kim Ngọc. Chào chị Kim Ngọc. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau rồi. Dạ, em mời chị. Mời em. Chúng ta sẽ gặp các bạn nhỏ ở đây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một dữ liệu liên quan đến nhân vật khách mời thông qua chiếc hộp này. Rồi cánh cửa kia sẽ được mở ra ở một thời điểm thích hợp. Mà chị hồi nãy nghe Ốc bảo rằng là đây là lứa tuổi dậy thì. Phải nói một cái giai đoạn mà không chỉ là khó cho người lớn đâu, mà bản thân các bé nó cũng phải trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn. Đó là mình đang chỉ nói những cái khái niệm chung về tuổi này thôi. Nhưng mà cũng có những em bé thì lại qua cái giai đoạn này một cách rất là nhẹ nhàng, mà bố mẹ lại cũng không phải cảm thấy là quá áp lực. Thôi thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là ngày hôm nay nhân vật sẽ mang đến điều gì. Trước tiên là thông qua dữ liệu trong chiếc hộp này ạ. Em thấy một chiếc hộp nhỏ. Một cái hộp. Chị xem thử. Dạ. Chị được đặc quyền mở cái hộp này ra. Trống không à. Một chiếc hộp rỗng mà. Hơi bất ngờ á. Nhưng mà khi nó rỗng như vậy thì không biết là ngụ ý gì. Thực ra là tham gia nhiều chương trình rồi và đây là lần đầu tiên mà chị thấy cái trường hợp này xảy ra đó. Một cái hộp rỗng. Nó là một cái gì đó rất là đánh đố mình và là càng làm cho mình tò mò hơn nữa về trường hợp này. Thôi thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của ngày hôm nay. Rồi sau đó thì con sẽ nói cho chúng ta nghe và biết đâu lại lý giải về cái hộp rỗng này. Hãy cùng chào đón cô bé Nhã Kỳ. Chào con. Chào cô Ốc và cũng chào cô Ngọc. Xin chào tất cả khán giả đang xem chương trình Điều Con Muốn Nói. Con tên là Trần Nhã Kỳ, năm nay con 13 tuổi. Mời con ngồi nha. Dạ con. Rồi. Cô Ngọc đang cầm trên tay một chiếc hộp rỗng. Nó có ý gì không con? Dạ là thì ra là ba mẹ con không ở với nhau nữa, nên là lúc đó con cảm thấy rất là hụt hẫng. Con không muốn giao tiếp với ai hết, nhưng con chỉ muốn ở một mình trong phòng thôi. Nên là cái hộp rỗng này nó biểu thị cho cái trạng thái tâm lý của con lúc đó đúng không? Dạ. Nó trống rỗng, nó không có gì trong đó hết. Dạ. Chuyện này bao lâu rồi Nhã Kỳ? Dạ cách đây 2 năm. Nhà con còn có anh chị em gì nữa không? Dạ con có em gái. Chắc là một trong hai cô sẽ ở đây nói chuyện với con. Tại vì cô nghĩ rằng là khi kiểu mình nói chuyện mà ít người á thì nó cũng dễ hơn. Để chị vào. Dạ vâng ạ. Vậy xíu nữa chị em mình gặp lại nhau ạ. Chào hai cô. Chào. Con có biết lý do tại sao ba mẹ chia tay nhau không? Dạ con biết, nhưng mà con không muốn nói. Con có buồn về điều đó nhiều không? Dạ lúc đầu con buồn, nhưng mà con suy nghĩ theo cách tích cực hơn á, thì con cũng cố gắng hơn. Con không suy nghĩ về chuyện đó nữa, mà con nghĩ cho mẹ và ba. Tức là con vẫn không có muốn điều này. Con không chấp nhận được cái chuyện này. Dạ. Có phải như vậy không con? Dạ. Con nghĩ là ba mẹ con có cơ hội tái hợp không? Lúc nào con cũng nghĩ là ba mẹ sẽ còn quay lại thêm một lần nữa. Con tin là một ngày nó sẽ xảy ra. Tại vì con nghĩ là ba với mẹ sẽ vì con với em. Cô nghĩ là ba mẹ con là người lớn thì chắc là cũng phải suy nghĩ về việc này. Dạ. Yeah. Trước khi quyết định dừng lại, nên nó sẽ không phải là quyết định vội vàng đâu. Con thấy mẹ với ba đang sống rất là ổn. Có trò chuyện bình thường như bạn không con? Dạ không cô. Không nói chuyện với nhau nữa. Và hai vợ chồng bây giờ có còn liên lạc với nhau thường xuyên? Dạ không. Dạ mỗi người đều có cuộc sống riêng, nên là vì con thôi. Khi nào ba cần qua rước đó thì em cho đi chơi với ba không? Ba qua đón là ba sẽ tự trực tiếp liên hệ với các con luôn đúng không? Dạ đúng rồi, không liên lạc qua em.
không nói chuyện, chỉ cần chỉ giao lưu những cái lúc nào cần thiết thôi phải không? Dạ. Mẹ con có biết là con rất là buồn về chuyện này không? Vì con chưa bao giờ nói chuyện với mẹ hết về điều này. Dạ. Con cũng chưa bao giờ nói với ba. Con chỉ giữ trong lòng một mình thôi cô. Hồi nãy chị nghe bé bảo rằng là bé ít nói chuyện với mẹ. Vậy tại vì công việc của em quá nhiều. Thì em là thu nhập chính trong gia đình đó, em phải trang trải rất là nhiều luôn. Thì chủ yếu là bà ngoại chăm sóc, bà ngoại phụ em đưa đón con em. Còn thực ra thì có thời gian cũng muốn nói chuyện với bé luôn. Cái thời gian mà bé này nếu mà đang thay đổi á, em nói chuyện không được. Thế những lúc con buồn quá con làm sao? Những lúc con buồn thì con cũng không biết làm gì nữa mà con chỉ khóc thôi cô. Con khóc rồi con cầu nguyện cho ba mình quay lại. Lúc đó em không nghĩ là con em nó sẽ buồn nhiều như vậy. Em nghĩ là nó sẽ thuận theo cái sự mà của em với chồng cũ của em á. Tại vì nhưng mà cái thời gian gần đây là em mới biết được. Tại vì do là bé nói chuyện với bạn và bạn nói chuyện lại với em. Tại sao con không nói cho mẹ hay ba của mình biết về những cảm giác của mình, dù đó là cảm giác cũng khá tiêu cực? Tại vì con không đủ can đảm để con nói. Con buồn nhưng mà con không có để ảnh hưởng tới việc học hay là tâm lý của con. Con chỉ cố gắng suy nghĩ cho nó qua đi. Con cũng không biết nghĩ con đang nghĩ gì nữa. Mẹ con là một người như thế nào trong mắt con? Dạ mẹ con rất là thương con. Con thấy mẹ con cũng vất vả nhiều. Còn ba con? Ba con cũng thương con nhiều. Nhưng mà ba mẹ không có hiểu con, không hiểu con muốn những gì hay là con ra sao đó, mà có nhiều lúc ba mẹ không quan tâm con. Trước khi mà chuyện xảy ra, trong cái quá trình nuôi nấng đứa trẻ đó, thì em có thường xuyên nói chuyện với các con không? Dạ có chị, nhưng mà em không phải là nói chuyện như kiểu tâm sự, mà giống như là chỉ là thương con, hung con rồi cái kiểu thôi chị hiểu không? Rồi xong hỏi về cái học hành của con thôi, còn cái suy nghĩ bên trong đời sống thật dạ. sự của con thì em lại không biết. Đúng rồi, tại vì em cũng còn trẻ nên là em cứ nghĩ là em vừa là mẹ vừa là bạn, nhưng mà cái công việc của em nó cứ cuốn em theo á, nên là em chủ yếu em kiếm tiền của con. Thực ra là muốn ba mẹ hiểu hết thì mình cũng phải cho ba mẹ cơ hội á con, chứ còn bắt người khác hiểu hết về mình khi mình không chịu nói ra, hoặc là mình đã cố giấu người ta không thể biết hết được. Tại con nói là những lúc con buồn con đâu có thể hiện đâu, con chỉ khóc mà đâu có cho người khác thấy, thì ba mẹ cũng không có thấy được. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà nghe con nói như vậy rồi thì cô nghĩ là ba mẹ đã hiểu hơn về con. Vậy giờ con có thể nói ra những điều mà con thực sự muốn, ngoài cái điều quan trọng nhất mà con vừa mới nói, thì còn điều gì nữa? Con không muốn gì nhiều hết. Con chỉ mong là ba mẹ hiểu nhau hơn rồi cho nhau thêm một cơ hội thôi, chứ con không đòi hỏi gì thêm. Bé có nói cái tâm sự của bé hay là cái mong muốn của bé cho ba bé biết không? Dạ, em có được biết là tuần trước, cái này 10 ngày á, là bé có nói chị, có qua nội chơi, đòi ba mẹ lại quay lại với nhau. Nhưng mà trong cái hy vọng của con em là hai vợ chồng em sẽ quay lại với nhau, nhưng mà điều này chắc chắn là không thể. Nhưng mà bé không có chấp nhận được. Em có nói với bé chuyện đó chưa? Em có nói nhưng mà bé không chấp nhận. Dạ. Nhưng mà nếu điều đó không xảy ra thì sao? Con cũng sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa, mà con sẽ cố gắng quên đi. Con tích cực cho ước mơ của con và việc học của con. Con ước mơ của con là làm ca sĩ. Tại vì khi mà con làm tốt những việc của mình á, và theo đuổi cái điều mà mình thực sự thích á, thì con sẽ thấy mọi thứ nó rất là tích cực. Điều đó nó cũng sẽ xoa dịu cái sự tổn thương mà con đã phải trải qua. Tại vì những câu chuyện mà người lớn phải dừng lại trong mối quan hệ, nó cũng là chuyện không hiếm. Chúng ta nếu như cảm thấy không thể tiếp tục thì cái điều đó phải diễn ra thôi. Nhưng mà phải thừa nhận rằng là nó không dễ dàng với bất kỳ ai, nhất là đối với các em bé. Tôi nghĩ là chắc là bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp mẹ và thử xem coi là còn cơ hội nào cho ước mơ của con hay không nhé. Dạ. Yeah. Mình
nãy giờ mẹ ở trong chắc mẹ cũng nghe. Cảm giác của mẹ thế nào ạ? Dạ, cảm thấy thương con đó chị. Con nhắc đi nhắc lại, con có thể học tốt, con có thể hát tốt, con có thể làm mọi thứ, nhưng mà giờ điều duy nhất con muốn là bố mẹ quay trở lại với nhau. Mẹ có nghĩ đến điều đó không? Nếu mà em muốn thì cũng không được đâu, vì còn phải là ba bé nữa. Nhưng mà chắc chắn là không được. Nói chung là mọi việc nó đi quá xa rồi chị. Tại vì em cũng không muốn trải ra nhiều nữa, là bé nó sẽ tổn thương nhiều hơn. Nhưng mà con em nó cũng biết điều đó. Ngay cả em của cậu Kỳ nữa, còn một bé nhà Uyên nữa. Con em từ lúc mà hai đứa em chia tay á, bé út của em á, nó khép mình lắm. Nó khép hơn chị nó nữa. Nhưng mà em chắc chắn không quay lại được. Không phải là một mình bé buồn đâu, mà em cũng cảm thấy con em buồn, em cũng cảm thấy không vui nữa. Cái cuộc sống của em cảm giác như gần như là đảo lộn. May mắn là do em là người bận rộn với công việc đó, em bớt suy nghĩ. Chứ nhưng mà em cũng quên cái chuyện này đi luôn á. Em chỉ biết là lao vào kiếm tiền để nuôi hai đứa ăn học. Nhưng mà gần đây em biết được điều này, em suy nghĩ nhiều lắm. Thật ra nghe mẹ chia sẻ như vậy, nói thật là mình thấy cảm thấy rất là đau lòng. Mình không có muốn thấy bất kỳ một người nào phải ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Vì cái sự bức bối ngột ngạt đó, nó khó chịu lắm. Không phải ai cũng có cơ hội ở bên cạnh người mà mình đã từng nghĩ rằng mình sẽ ở với họ suốt cả cuộc đời. Và đối với người lớn á con, thì hôn nhân cũng không phải là điều duy nhất, và ly hôn cũng không phải là điều tồi tệ. Chắc chắn nó là điều không mong muốn, nó vẫn là một sự kiện không vui. Nhưng mà không có nghĩa rằng khi dừng lại á, thì cuộc sống của hai người lại thậm tệ đi. Nó sẽ vẫn có những cái ánh sáng kiểu khác. Cô thì cô chỉ có thể chia sẻ với con như vậy thôi, chứ còn cô cũng không thể nào nói với Nhã Kỳ là con vui lên hay con không nghĩ tới nữa. Không được, cái đó là không được. Bởi vì nó không phải là cái cảm giác hiện tại của con. Nhưng mà chắc chúng ta cũng phải cân nhắc lại xem có cái cách nào để bù đắp cho con và em con nhiều hơn không? Mẹ có nghĩ tới việc đó không? Em thì lúc gần đây là hai bé cùng bước vô tuổi dậy thì á, nên là nhiều thay đổi hơn. Còn lúc mà em vừa chia tay thì nó vẫn ổn. Xong bắt đầu khoảng gần một năm nay thực em thấy con em cũng có thay đổi. Bé Út cũng vậy luôn. Tuần trước á, em chở bé Út đi á, xong rồi Út nói với em á là mẹ ơi chắc con trầm cảm lắm, không biết tại sao lại nói vậy. Em bị giật mình luôn, hỏi tại sao con vậy. Nó kêu là con cũng muốn như bao đứa bạn của con thôi. Xong về nhà chị hai, có nghĩa là hai chị em đang cố gắng thuyết phục và tấn công ba mẹ để quay lại luôn á. Dạ, kêu là rồi xong rồi khóc ào qua nhà nội, mà chưa bao giờ là mạnh mẽ như đợt này luôn, mà đăng ký tham gia chương trình này để nói cái này luôn. Nên là rồi gặp bạn bè, gặp tất cả mọi người luôn. Xong rồi nhưng mà ai cũng có lời khuyên á là ba mẹ có cuộc sống riêng rồi đó. Nhưng mà chị hai không biết làm sao, nhưng bé Út ở nhà cũng bất ổn lắm luôn. Bây giờ tới đây là chị hiểu rồi. Tức là từ đầu đến giờ chị nghe câu chuyện này thì chị chỉ nghĩ rằng là như thế này: mỗi người mỗi cảnh, mỗi một cá thể sẽ có những cái đặc điểm tâm lý khác nhau. Yeah. Tức là những cái đặc điểm tâm lý của bé nó tiếp nhận cái chuyện đó như thế nào, và khi sống trong gia đình đó thường trao đổi với con như thế nào, rồi sau khi hai vợ chồng đã ly hôn, cái tổ chức cuộc sống như thế nào thì nó sẽ dẫn tới khác nhau. Với cái hiện tượng mà bố mẹ bất hòa, trục trặc với nhau rồi thậm chí là ly hôn, thì ở cái giai đoạn tiểu học á, thì đôi khi nó lại nhẹ hơn. Nhưng mà bước qua cái độ tuổi dậy thì sẽ là không là chuyện này, sẽ dẫn tới chuyện kia, làm cho các bé nó có những cái cảm xúc. Nên là cái sự thiếu hụt tình cảm của bé là chắc chắn có, và ngay giai đoạn này em đã thấy như vậy rồi. Nhưng tương lai bé còn sẽ gặp nhiều vấn đề nữa, bởi vì những cái thiếu hụt về tình cảm, về cảm xúc trong cái giai đoạn này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách của con về lâu về dài luôn. À, nên ở đây là chắc là mẹ phải thu xếp lại cái cuộc sống của mình, bởi vì cuộc đời mình mà cái gì quan trọng nhất có phải chăng là những đứa con hay không? Tại vì em cứ nghĩ là em sẽ làm kiếm nhiều tiền để lo cho con em học trường tốt hơn, mọi thứ tốt hơn. Đến hôm nay là em rất là đuối luôn. Sau mùa dịch nữa, em phải gồng rất là nhiều để nuôi hai đứa nhỏ, nhưng mà em cũng cố gắng. Thực sự là kỳ á, chưa công khai chuyện này với bất cứ trên trường, trên lớp, bạn bè luôn. Chuyện đã rồi nhưng mà bé vẫn giấu.
không muốn cho ai biết là ba mẹ mình chia tay hết á. Nếu mẹ thường xuyên nói chuyện với con thì chuyện nó sẽ không có gì ghê gớm đâu. Nên ở đây, ở cái thế giới người lớn cũng sẽ có những giai đoạn họ yêu nhau, họ mến nhau, họ đến với nhau. Nhưng sau một thời gian thì cái cảm xúc, cái tình cảm con người có thể thay đổi. Và với những cái cuộc chuyện trò từng tí một đó làm cho đứa trẻ nó hiểu hơn về một cái xã hội người lớn mà sau này bé sẽ phải đón nhận. Chúng ta đừng mong rằng cuộc sống sẽ bình yên, mà là hãy tập cho con đón nhận những cái cảm xúc tiêu cực để con đủ bản lĩnh dần dần con đón nhận. Và ở đây cô cũng đang muốn nói với con luôn. Tự việc trong cuộc sống của con đâu phải lúc nào con cũng được điểm 10 đúng không? Sẽ có những lúc con điểm 5 thì con phải đón nhận cái cảm xúc đó. Con mong muốn bạn đó yêu thương con, nhưng mà bạn không yêu thương con thì con cũng phải đón nhận cái cảm xúc đó. Và quan trọng là qua từng những cái cú vấp ngã đó, cái cảm xúc mình nó sẽ mạnh mẽ lên, lúc đó con sẽ trở thành người trưởng thành đó. Nên ở đây trong cái trường hợp này chị nghĩ rằng là bé rất cần mẹ bên cạnh để nói chuyện nhiều hơn với con. Nên là chị rất là mong từ sau chương trình này, có thể cái chuyện ba mẹ quay lại với nhau á, thì không biết được, nhưng cái điều mà mẹ có thể làm cho con là hãy gần con hơn, bởi vì con đang rất cần mẹ. Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên nhé. Còn chắc là với một cô bé thông minh giống như Nhã Kỳ thì nãy giờ con hoàn toàn hiểu những gì cô Ngọc nói đúng không? Cô mong là con sẽ cố gắng để giải tỏa tâm lý của mình, vẫn sẽ vui vẻ khi gặp ba, cho mình thêm nhiều cơ hội để kết nối với bạn bè và những hoạt động khác, bởi vì nó sẽ làm cho con thoải mái hơn. À, cô nói thêm một ý này với Nhã Kỳ nữa nè. Cái giai đoạn này á, trong con nó sẽ diễn ra nhiều cái hiện tượng kỳ lạ đó. Có những cái cảm xúc, và có khi nhiều khi nhìn thấy cơn mưa thôi mình cũng thấy khó chịu nữa. Đó, thì, vậy thì ở đây con sẽ gửi gắm cái sự bực tức, cái sự trống trải đó không vào chuyện này thì cũng sẽ vào chuyện khác. Nên những lúc mà con có những cái cảm giác tiêu cực đó, con hãy viết nhật ký, con hãy nói chuyện với bạn. À. Và một điều nữa là mẹ hãy đừng có giữ trong lòng. Yeah. Những gì khó chịu, những cái cảm xúc của mình, đôi khi mình hãy nói chuyện với con luôn. Bởi vì con nó cần những cái hiểu biết đó để trưởng thành. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đã có một chương trình nhiều cảm xúc và cũng nhiều trăn trở. Vậy đó, nói cũng không nói hết được tất cả đâu. Nhưng mà chúng tôi tin rằng là những khách mời cũng đã hiểu được nhiều hơn về người thân của mình. Và quý vị khán giả cũng sẽ có thêm một vài phút để mình suy ngẫm lại xem những điều gì mình cần phải bù đắp cho con cái của mình, nếu như chẳng may gia đình mình cũng ở trong hoàn cảnh giống như vậy. Và mong mọi người luôn giữ được sự lạc quan. Cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Audio Jungle.